Kiều Lê và Khánh Ân xin được gửi lời chào đến quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các em học sinh trường trung học cơ sở Hồng Bàng đang có mặt tại cùng Thiếu Niên Nói. Và điều ý nghĩa của chương trình mang đến là giúp cho các bạn có cơ hội để nói về câu chuyện của mình mà chưa có dịp chia sẻ hay bày tỏ. Và hãy xem Bụt Dũng Khí này là người bạn tinh thần để giúp bạn mạnh mẽ nói lên được tiếng lòng của mình. Như vậy thì bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện đầu tiên nha. Xin mời. Chào em. Tự tin lên nha. Mình thật sự không muốn làm lớp trưởng nữa đâu. Mày liệt lớp. Mình bắt một vài người hoặc thay vì các bạn giận và ghét họ. Mình xin cảm ơn. Thế là lớp 7A18 ở đây có các bạn ở đây không ta? À, giơ tay cao lên. Ờ, đây cả rồi. Lớp mình luôn rồi đúng không? Điều gì muốn nói lại với bạn lớp trưởng không? Nghe mà lớp trưởng của lớp này bạn không với mọi người. Okay. Nhưng mà thật thì trong lớp không có ai làm. Tức là cô giáo vẫn muốn nè. Cho nên là lắc đầu rồi. Không sao, hồi trước kêu cũng vậy. Kêu đang nói chuyện mà lớp phó kỷ luật mà nhắc kêu là kêu giận lắm. Kêu nói ủa bạn cũng là học sinh giống như mình, tại sao bạn có quyền nhắc mình ấy. Nhưng mà đó, người ta rất là áp lực luôn đó tụi em ạ. Cho nên hy vọng là dù ai làm chức nào cũng được hết. Lớp mình sẽ phải đoàn kết và giúp đỡ bổ trợ nhau thật là nhiều được không? Tất cả các em luôn chứ không chỉ lớp 7A18 nữa nhé. Vẫn còn muốn chọn mình lên lớp trưởng thì mình sẽ phải nghĩ cách từ chối, cho nên các bạn đừng. Chào em. Cố lên nha. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Mai Ngọc Ngân Tâm. Hôm nay mình đến với chương trình vì bình thường ba mẹ la mắng mình thì mình có nói là mình đã cố gắng hết sức không có chịu đi về nhà. Mỗi lần mà mất tiền hay mất đồ gì ba mẹ cũng nói là, nhưng mà mình đã trả lại và xin lỗi. Thăng thăng nói là mình làm mà dù mình không có lấy thì tồn tại trong cháu cũng khá lớn, là niềm tự hào của bất cứ người cha người mẹ nào. Ba mẹ vẫn cho con là như vậy thì con vẫn là. Ba ơi, tại sao mà những lúc em lên của con là được thưởng con cái gì ba nói con ba? Nhưng mà con qua cái chương trình này thì con hứa là sẽ không có làm gì sai với ba mẹ nữa. Cảm ơn ba. Em chắc chắn là mình sẽ đã hiểu nhau. Cố lên nha. Cầm theo phụ kiện quá trời. Xin chào mọi người. Wow, lớp 7 cao lớn ha. Người ngoài nói gì mình không để ý, nhưng mà khi về nhà thì mình lại nghe được một sao mày không chịu chạy để giảm cân đi. Thế là mình cũng quyết định giảm cân, người sẽ ăn uống điều độ hơn hoặc là chơi thể thao. Mẹ ơi, như chạy cầu thang giảm cân ở trong. Bây giờ con có cách này, sáng sớm thì con sẽ thức dậy vào lúc 7 giờ. Ôi, chơi gì ngủ rồi. Ủa, ăn sáng sau khi ăn sáng xong thì có thể là con sẽ chơi bóng gỗ. Vừa được giảm mà vừa và con sẽ đó. Quyết định bỏ cái hoạt động con muốn nói ở đây, đó chính là chơi bóng rổ. Con mới ăn sáng vậy con ăn bình thường nên con sẽ không nhắc nhiều trong đây. Wow. Thấy được không, vậy là mẹ phải chơi bóng rổ à? Chương trình, nhưng mà thật sự mình rất là con còn một yêu cầu nho nhỏ nữa, bây giờ con thể chạy xuống hơn mẹ được không? Mẹ là mẹ đi chơi bóng rổ với con anh luôn hả? Phương Anh và mẹ của Phương Anh. Nhưng mà Phương Anh ơi, thời gian biểu của em rất là dễ thương, rất là ok. Nhưng mà em đừng bỏ bữa xế. Mình chỉ thay đổi thực đơn bữa ăn cho nó hợp lý hơn thôi, chứ đừng bỏ bữa. Bỏ bữa không tốt thì sức khỏe của em và em sẽ không tăng trưởng được chiều cao. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn gia đình. Cảm ơn gia đình. Cố gắng lên nha. Mình tên là Trần Giáo Huy, học sinh lớp 9A8 trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Ồ, có chuyện ngắn thôi nhưng là nói về đừng bao giờ coi thường cái niềm tin và niềm đam mê của người khác. Và nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay chính là bạn Phạm Minh Hào đi diễn ra thì... chứ chẳng lượt về chứ nhở. Diễn ra thì bạn nào cũng nào mà gỡ được đâu đúng không nè. Đặc biệt là bạn Phan Minh Tiến
với tỷ số 4-0 câu lạc bộ yêu thích của bạn Phạm Mạnh Hào. Nhân tiện đây thì Mạnh Hào ơi, mày á, mày có tin á là Liverpool giành mày chắc không? Cảm ơn mày vì niềm tin của bạn Phạm Mạnh Hào. Liverpool sẽ vô địch chung kết C1 năm nay. Cảm ơn. Câu chuyện tụi em rút ra là không bao giờ được coi thường lòng tin của người khác, đúng không? Dạ. Chị Hào ơi. Dạ. Với lòng tin của em thì em nghĩ là chung kết này Liverpool sẽ được tỷ số bao nhiêu nha? Với lòng tin của em thì Liverpool sẽ thắng với... Cảm ơn sự chia sẻ của hai em rất nhiều. Và hy vọng là với lòng tin của em, sự mong mỏi của em sẽ trở thành sự thật, được không? Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Hào và cảm ơn em. Cảm ơn Hào, cảm ơn Huy. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói, học lớp 8A8, trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện của mình. Con yêu cô rất nhiều, bài rất dễ hiểu và rất... Nhưng cô ơi, trả lời cho con được không ạ? Việc dùng mỹ phẩm thì trong đi dạy thì đối với cô nó không có cần thiết. Cô nên chọn màu son phù hợp với màu da của mình để gương mặt cô... Không có gì gọi là người có thể làm cho cô. Con rất hạnh diện là một trong những học trò của cô. Tự tin lên. Em tên là Đoàn Lê Thảo Vi, học ba em và em. Ba ơi, con thấy bị đói rất là nguy hiểm. Ba không nghe con uống hầm rồi đó, ba biết không? Nhưng mà con yêu ba. Vậy ba ơi, con mong là... Ba ơi, mày đó là nguy hiểm đó với ba đó. Cố lên. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Và các cháu cũng đi đi ra đường cũng cố gắng là... Yeah. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và cảm ơn Thảo Vy. Cảm ơn em nha. Em giỏi lắm. Bạn học sinh trường trung học cần rụt rè hơn so... Em cố lên nha. Mình là Trần Thanh Trà đến từ hôm nay mình xin nói một câu chuyện sử dụng giấy để sắp xếp những hình vũ khí, nhưng mà ba mình thì có vẻ lại không thích điều đó. Thì ba ơi, tại sao ba lại muốn con học mấy cái đó trong khi cái này là sở thích của con? Thích của con á. Dạ, cảm ơn ba. Tăng lượng kiến thức trong não, tăng sự sáng tạo thì lúc đó não con sẽ phát triển, thì lúc này con có thể trở thành bác sĩ giống ba mẹ. Bởi vì đam mê nó là một cái ý. Những cái theo thùa nó ăn, nếu như mà con biết nhiều cũng là một chuyện tốt, cho nên con sẽ học để vừa ý ba. Còn những cái thì con mong ba đừng ngăn cản con được không ba? Xin chào tất cả mọi người. Ba em 16 và hôm nay mình đến với chương trình, nhưng mà ba cũng là ba không có thể tới đây tham dự được. Ba mình, mẹ mình và em gái của mình được mọi người yêu mến. Nhưng mà vào năm lớp 3 thì ba mình đã... Và từ đó ba không hề chia sẻ với gia đình mình bất cứ một cái gì nữa. Nhưng mà căn bệnh vẫn không thể nào giảm một chút nào. Và căn bệnh đó đã chuyển thành một giai đoạn mới, đó là giai đoạn di căn ung thư. Mình biết giai đoạn này là một giai đoạn rất là nguy hiểm. Thời gian sống thì còn rất là ngắn, mà ba không hề quan tâm. Và hôm nay mình muốn nói với ba là con muốn ba giữ sức khỏe của mình nhiều hơn. Ông trời đã ban cho chúng ta mà sao ba không biết giữ lấy. Con mong là ba sẽ hiểu được con, cho thời kỳ sống của ba có thể dài hơn. Mạnh mẽ quá, mạnh mẽ quá. Nhanh, hôm nay em rất mạnh mẽ khi đứng ở đây để nói những điều này. Kiểu biết là khoảng thời gian vừa rồi gia đình em khi mà nhận tin thì chắc rất là căng thẳng và rất là lo lắng cho ba của mình. Nhưng mà Kiều cũng muốn hỏi là ba em đã làm những gì mà em nghĩ là ba không quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của ba? Dạ, ba không có chịu đi mua thuốc uống mà ba dành cái tiền đó đóng học phí cho em. Mình mà đến một ngày họ mất đi thì con không có chấp nhận. Và con mong là ba sẽ
là một cô gái rất là nghị lực. Chị rất là khâm phục với cái cách sống và bình tĩnh của em. Và em làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn và từ từ giải quyết. Rồi cuối cùng con muốn nói là ba hãy giữ sức khỏe của mình thật là tốt, để ba không bao giờ lo lắng cho con. Con sẽ học cách chấp nhận. Cố lên nhé. Cái cô bé đó, còn nhỏ tuổi như vậy á, mà đã cố gắng để thể hiện cho mình, cho mọi tất cả mọi người thấy là mình đều mạnh mẽ và trong tất cả mọi chuyện mình có thể giải quyết. Nhưng mà em cảm thấy rất là đau. Hy vọng là ba của bé sẽ lắng nghe và là biết chăm sóc nhiều hơn. Tại vì cái tinh thần nó quan trọng lắm. Cái tiền bạc mà ba ráng để tiết kiệm lại cho mẹ và cho bé nó chỉ là tạm thời và nhất thời thôi. Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng. Với chương trình này mình muốn đầu tiên thầy vô lớp tụi con thấy rất là mệt mỏi mà thầy cũng hay quan tâm tụi con, thầy hỏi thăm tụi con. Thầy ơi, thầy có thể cho con hỏi tiếp không? Có bóc phốt thầy không ạ? Con cũng biết là từ ngữ một từ có thể diễn đạt. Dạ cám thầy, nhưng mà nghĩa hiệp là cái tính mà học biểu thì lớp chúng ta. Thầy thầy dạ Gia Linh còn lời gì muốn nói với thầy vậy Gia Linh? Cảm ơn thầy, cảm ơn Gia Linh rất nhiều. Chào chào tụi em. Cố lên nha. Hai. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Hồng Bàng. Biệt đội cán ăn nha. Khi một năm là mẹ cũng. Bà nội ơi, bà nội ơi. Nội cũng thích ăn kẹo mặn nữa. Thầy hay quá. Dạ đậm lên một tí rồi đó. Cảm ơn bà. Hưng kể mặn rồi, bây giờ đã đỡ nhạc hơn chưa tụi em? Ba ơi, con chỉ muốn hỏi ba một điều thôi. Tại sao ba ép con ăn giá hoài vậy? Con biết là gia đình mình có truyền thống ăn giá. Từ gia đình nội ngoại, họ hàng, con cháu, bạn bè, ông chú bác, người nào cũng ăn giá được, ngoại trừ mình con. Cứ mỗi lần đi ăn tiệc, nếu mà nhà ngoại nấu giá, ba cứ ép con ăn. Ba nói là con phải tuân theo truyền thống gia đình. Nhưng ba ơi, do đó thật ra thì hôm nay tụi con muốn nói là ồ, oh, yeah, biểu quyết.